Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì cũng lâu lắm rồi mình không có làm cái video nào nói về cái vấn đề là nâng cấp máy hoặc là build máy cho các bạn xem. Thì hôm nay mình có nhận được email của một bạn gửi cho mình, bạn muốn nhờ mình là tư vấn cho bạn để bạn nâng cấp một cái laptop của bạn để bạn học tập cũng như là giải trí. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo dõi để chúng ta tìm thử xem là có cách nào mà nâng cấp cho cái máy của bạn nó được tốt cũng như là tối ưu nhất hay không ha. Rồi, mời các bạn cùng theo dõi nha. Rồi, thì đây là cái cấu hình máy của bạn, bạn gửi cho mình ở đây. Mình sẽ phóng lớn lên cho các bạn coi nha. Đây là cái vỏ thùng máy này. Đấy, cái thùng máy laptop của bạn này. Cái máy này nó có cái mã là TP500L. Thì cái máy này mình search ra được thì nó là của hãng Asus các bạn nhé. Hãng Asus. Đây là cấu hình của máy này. Máy này thì là màu silver, màu bạc nè. Màn hình là 15.6 inch HD, độ phân giải HD thôi. Rồi VRAM. Rồi VRAM này không nói nha. CPU thì Intel Core i5-4210U. Thế hệ thứ tư ha, Haswell. Rồi ổ cứng là 500GB, HDD 500GB nè. Tốc độ đọc là 5400 vòng ha. Rồi SATA. Và có thêm 24GB MSD nữa, chắc để làm cái buffer giúp cho máy nó chạy nhanh hơn đấy. Rồi ODD. ODD có nghĩa là ổ đĩa CD các bạn nha. Ổ đĩa CD ấy, thì thằng này nó ghi là VKO ODD hay là No ODD thì không biết đó. Nó ghi chữ này khó mờ quá. Rồi cái này không biết là có ổ CD hay không nha, tại ghi chữ này mờ quá. Rồi RAM DDR3L bớt 1600 4GB on board là thấy khổ đó nha. On board là sợ là không nâng cấp được luôn rồi đó nha. Rồi TPM này thì thôi không cần nói nha. Rồi cạc Wi-Fi, USB, Windows thì có sẵn Windows 8.1 64 bit bản quyền. Rồi keyboard với cái này rồi khỏi nói. Ok, thì bây giờ mình sẽ coi xem là nâng cấp được cái gì nha các bạn nha. Thì đầu tiên mình sẽ mở một cái trình duyệt lên đi. Mình sẽ search ở đây cái máy là TP500L. TP500L ha. Đây, Asus TP500L. Đây là Enter. Đó, nó sẽ ra được cái máy này đúng không? Asus TP500L. Thằng này có LA nữa chứ. Ok, thằng này nó là một cái thuộc một cái dạng gọi là Transformer Book ha. Transformer Book đây FPT Shop có này. Transformer Book, vậy là cái máy chắc là máy gập á, cái máy dạng như máy line á. Đây đúng luôn rồi. Đây cái máy line luôn rồi. Đây bạn có này, Core i5-4210U nè. Đúng hàng luôn. Giá 14 triệu ha, giá 14 triệu. Sản phẩm tạm hết hàng. Ok, hết hàng kệ đó, mình coi cấu hình thôi. Xem có đúng với cái máy của bạn không nha. Tại vì cái dòng mà TP500L này á, nó là một họ luôn. Nó một họ là một họ của nó là TP500L. Và nó có những cái mã phía sau, ví dụ NC gì đây, đó ha. Còn nó là một họ luôn. Book flip mà thằng này đúng rồi, thằng này không ổ CD rồi, thằng này không ổ CD. Đây là Intel Core i5 Haswell nè. Có Vega rời nữa hả? Này làm như có Vega rời ta, bên này đâu có báo Vega rời đâu. Này không báo VGR nha, hoàn toàn là không báo VGR, nếu mà có là nó báo liền nè, đây không có. Rồi và đây là cái dòng khác rồi, đây là dòng khác rồi. Coi thử coi. Đây bạn này bạn hỏi là có nâng RAM được không nè. Có thể nâng RAM tối đa 8GB. À rồi vậy là cái máy này chắc là nó có thêm một khe cắm RAM ha, có một khe cắm RAM. Rồi bạn này lại có hỏi là có khe M2 SATA không? Chưa có thông tin. Rồi mình sẽ kiểm tra bên trang chủ đi. Đây bên trang chủ của Asus này.
Đây trang chủ của Asus rồi nhé. Đây là máy TB500LA này. Đây chúng ta sẽ coi thử cái thông tin của nó nha. Flip Thrill này quảng cáo với cái tính năng của nó thôi, không có cái gì hết, quảng cáo với cái tính năng của nó thôi. Rồi mình sẽ qua cái phần là specification đây này. Đây là cấu hình của nó bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái vấn đề là CPU. Thì cái con CPU mà cái dòng thế hệ thứ tư và thế hệ thứ năm ha, là nó có thể là nó sử dụng chung một cái socket nha, sử dụng chung một socket. Cái thế hệ thứ năm là khi mà Intel người ta sản xuất ra cái con CPU thế hệ thứ năm á, là đa phần là đều sử dụng cho laptop là nhiều, hầu như là không có cho desktop nha. Thế hệ thứ năm á, nó gọi là Rockwell ha, Rockwell. Rockwell là CPU thế hệ thứ 5, còn Haswell là thứ 4, thứ 6 là Skylake ha. Đấy. Thì do là nó sử dụng chung socket cho nên là người ta ghi ở đây này, có thể nâng cấp được cho nhau, bạn thấy không? Ở đây là ví dụ như bạn đang chạy con Core i5 4210U thì bạn có thể bạn nâng lên được con 5200U. 5200U có nghĩa là nâng lên con CPU thế hệ thứ 5 nha. Đó, nâng lên được. Thì ở đây ấy, mình không biết là cái mainboard này là CPU nó hàn chết lên hay là CPU nó socket rời. Nếu mà CPU socket rời ấy, thì bạn có thể bạn nâng cấp lên được là 5200U này. Do là bên cái trang này của Asus ấy, người ta cái thông tin nó ít quá, thông tin nó khá là mập mờ luôn, nó không ghi rõ ra. Như những cái hãng khác là người ta sẽ ghi rõ ra là cái con đó là như thế nào, người ta ghi rõ ra, thằng này nó không ghi rõ, nó ghi mỗi như này thôi. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là cái con này sẽ xài socket ha, xài socket cho nên là bạn có thể nâng được CPU nè. Đầu tiên là bạn có thể nâng lên được CPU từ 4210 lên 5200. Đó. Thì các bạn có thể coi cái giá của con CPU này nha, coi giá của CPU này ở đây này. Bạn vào trong Google bạn coi xem là ở đâu người ta bán những cái con này nó có giá mềm thì chúng ta quất thôi. Mình nghĩ là nó chỉ tầm khoảng có hơn 1 triệu đây. Con này nha, mình coi thông số con này trước đi. Thông số của con này thì nó là chạy trên dây chuyền 14 nanomet này, cũng 2 core 4 luồng luôn, 2 core 4 luồng, tốc độ 2G2, tốc độ 2G2 ha. Còn cái con này thì cái con này tốc độ của nó thấp hơn thì phải. Đây cái con này, đây cái con này tốc độ của nó, đây sorry các bạn nhé. Cái con này sao không có ghi tốc độ đây ta? Intel i5 4210. 4210 đúng không? Rồi, đây. Đây con 4210 này thì nó chạy trên dây chuyền 22 nanomet thì nó lớn hơn ha, nó dạng như là nó không có tiết kiệm điện bằng cái con này ha, nó không có tối ưu bằng con này. Con này là công nghệ mới này, 14 nanomet này. Đó, thằng này sản xuất quý 1 nó hay là 15. Con này giá của Intel bán ra là 281 đô. Thằng này cũng 2 nhân 4 luồng luôn, nhưng mà thằng này được cái là tốc độ 2G2. Có thể boost lên được 2G7. Và nó có bộ nhớ đệm là 30K ha, 30K. TDP của nó có 15W rồi. À, TDP của nó có 15W thôi. Còn thằng này thì tốc độ được có G7 à, boost lên được 2G7 ha. Thằng này boost lên được nhiều, thằng này boost được cũng 2G7 luôn. Nhưng mà bình thường xung nhiệt bình thường nó đã 2G2 rồi. Đó. Thằng này cũng cách 30 luôn. TDP thằng này thì 15W. Tại vì nó ít hơn mà cho nên nó nhẹ điện hơn thằng này. À, bằng luôn, thằng này cũng bằng luôn 15W luôn, bằng nhau. Đó. Thì nếu mà bạn nâng lên cái con 5200U thì bạn sẽ được như thế này, nâng được xung nhịp lên chút xíu thôi, nâng xung nhịp lên chút xíu và cái công nghệ của nó cao hơn. Nói chung là cái con CPU này bạn khỏi cần nâng được, nó cũng chả có hơn nhau được bao nhiêu đâu, thật sự là như vậy. Mặc dù là bạn thấy là cái công nghệ nó mới thì có thể là bạn có thể là ham ha, bạn có thể là ham, nhưng mà thực sự là khi mà trải nghiệm ấy nó cũng chả hơn được bao nhiêu đâu. CPU thế hệ thứ 5 và thế hệ thứ 4 nó cũng na ná nhau, mà còn là xài những cái con mà dòng U này á, thì càng không thấy được cái sự khác biệt nha. Rồi, có thể nâng cấp lên được Win 10 ha, có thể nâng cấp lên được Win 10.
nó đang là Win 8.1 thì bạn có thể nâng cấp lên được Win 10. Rồi cái này là về chipset thì nó đã tích hợp trong CPU rồi. RAM DDR3L. Ở đây thì thằng này nó lại Asus người ta lại không ghi là có thể nâng cấp RAM được hay không nha, có thể nâng cấp RAM được hay không. Ở đây Asus nó chỉ ghi là như này thôi, nó không ghi là còn bao nhiêu khe cắm RAM rồi RAM nâng hết cỡ được bao nhiêu. Đó. Thì theo như tham khảo ở bên cái trang FPT này, có mấy người này hỏi này, thì người ta nói là có thể nâng tối đa được 8 GB, có thể nâng tối đa được 8 GB, mà cái máy này của bạn á là RAM nó đang là 4 GB, RAM 4 GB onboard. Thường thường mà RAM onboard á thì người ta sẽ chừa cho bạn thêm một khe cắm RAM nữa ha, sẽ chừa cho bạn một khe cắm RAM nữa. Cái này bạn phải mở máy ra thì bạn mới biết được, còn không mở máy thì không biết được đâu. Thì bây giờ bạn mở máy ra bạn xem thử, nếu mà nó còn chừa một khe cắm RAM á thì bạn có thể là bạn mua một cây 4 GB nữa bạn nâng vào thì nó sẽ thành 8 GB nha, sẽ nâng thành 8 GB. Còn nếu mà nó không còn á thì chia buồn với bạn, bạn sẽ không nâng được đâu, bởi vì cây RAM onboard này là nó hàn chết trên cái mainboard luôn, bạn không có thể thay được nha. Đấy. Rồi, tiếp tục. Nếu như mà cái con 4210U này bạn coi, nếu như bạn không biết là có thể nâng hết cỡ bao nhiêu RAM thì bạn có thể nâng RAM theo con CPU này cũng được nha. Mình nói ví dụ đi là cái máy này Asus chỉ cho bạn nâng 8 GB thôi, nhưng mà bạn coi này, cái con 4210U này á nó hỗ trợ RAM hết cỡ của nó là tới 16 GB. Mình dám bảo đảm với bạn là bạn nâng 16 GB nó vẫn chạy bình thường nha. Bạn nâng 16 GB nó vẫn chạy bình thường luôn. Bạn cứ mua RAM DDR3 bớt 1600 16 GB. Bảo đảm với bạn vẫn chạy bình thường nha, vẫn chạy bình thường. Nhưng mà có điều ở đây ấy là bây giờ mình nói ví dụ nha, cái máy của bạn ấy là nó đang RAM onboard là 4 GB, mình nói ví dụ bây giờ nó còn một khe đi thì bạn chỉ mua cây hết cỡ được có 8 GB à, bạn gắn vô là thành 12 GB, chứ bạn cũng không có thể gắn lên được 16 GB. Đó. Thì nếu mà bạn mà mua RAM thì bạn có thể là bạn mua cây 4 GB hoặc là 8 GB cũng được hết nha. RAM mà 8 GB, RAM 8 GB nhá, mình search thử này. Là RAM DDR3L 4 GB đi, 4 GB trước nha, 4 GB bớt 1600 này. 4 GB bớt 1600, bây giờ mình sẽ search ở bên thằng Phong Vũ đi. Phong Vũ nó bán bao nhiêu nha? Đây, Phong Vũ đang bán RAM King Tân này giá 570 ngàn ha, giá 570 ngàn nếu mà 4 GB. Đấy, bớt 1600 DDR3L. Chắc chắn cái dòng này sẽ chạy DDR3L rồi, cái dòng tiết kiệm điện đấy. Đó. Còn nếu mà 8 GB thì sao? Để mình coi thử nha. Đây không có dòng 8 GB rồi. Không có 8 GB rồi. Đây nó không có ra hàng RAM 8 GB, để mình search thử đây RAM 8 GB coi xem là giá bao nhiêu tiền nha. À 8 GB. Đây 8 GB Phong Vũ có bán luôn nè, RAM King Tân 8 GB nè. Đây bạn, 8 GB thì giá 1 triệu 125 ngàn ha. 1 triệu 125 ngàn một cây 8 GB. Nó cũng khá là rẻ đó. Cái đợt trước mình mua là tới 1 triệu 7 một cây, 1 triệu 7 gần 1 triệu 8 một cây. Bây giờ nó còn có 1 triệu 125 ngàn là khá là rẻ rồi ha. Đó, vậy là coi như là nếu mà bạn mà nâng RAM 8 GB á, nâng thêm một cái RAM 8 GB vào là sẽ tốn khoảng cỡ 1 triệu 2 ha, khoảng 1 triệu 2. Có 1 triệu 125 ngàn thôi, nhưng mà mình cứ làm tròn là 1 triệu 2 đi cho thoải mái nha. 1 triệu 2 đó. Là RAM mới luôn, bảo hành cho bạn là 12 tháng đàng hoàng chứ không phải là RAM mua vớ va vớ vẩn đâu. Rồi, cái tiếp theo ở đây là mình sẽ nâng được cái gì tiếp? Mình đã nâng được CPU rồi nè. Rồi nâng được RAM. Rồi cái tiếp theo ở đây là bạn đang là ổ 500 GB và 24 GB SSD. Thì cái ổ SSD này á, ở đây là nó ghi là MSD. MSD này á thì theo như mình nó là cái ổ dạng gọi là M-SATA. M-SATA thì nó cũng sử dụng cái cổng M2 luôn. Nhưng mà thường thường chúng ta mua cái ổ cứng mà M2 á thì nó sẽ có cái kích thước là 2280. 2280 thì nó dài một khúc về. Nhưng mà cái ổ M-SATA thì nó lại cái kích thước nó lại ngắn hơn chút xíu. Đó, nó ngắn hơn chút xíu. Thì bây giờ cái này á bạn có thể là bạn bắt buộc bạn phải ra ngoài tiệm thôi, chứ bạn không làm được đâu. Bạn phải ra ngoài tiệm, bạn cầm máy thẳng ra ngoài tiệm luôn. Bạn hỏi người ta xem là, để cho người ta mở ra người ta xem là cái thằng này nó có phải là cái khe M2 không. Nếu như nó là cái khe M2 á
thì bạn sẽ gỡ ra, bạn coi xem, hỏi xem người ta là có nâng được cái ổ khác hay không nha. Thì bạn có thể bạn nâng lên ổ ví dụ như là 128 à, 120 cho đến 250 hoặc là 500 gì cũng được, thay vào cái ổ này là cái ổ MSD nha, MSD đấy. Thì ở đây nó đang xài cái ổ 500G, ổ HDD này, 500G HDD. Nếu như mà bạn không muốn làm phiền cái ổ này á, không muốn làm phiền cái ổ 24G này, thì bạn có thể là gỡ cái ổ 500G này ra để bạn thay vào đó là cái ổ SD có dung lượng là tầm 120G cho đến 500G nha, 120G đến 500G. Thì ổ 500G hôm nay là mình nhớ không lầm là nó bán tầm khoảng cỡ 1 triệu 2 hoặc 1 triệu 3 đó, rẻ nhất là 1 triệu 2 1 triệu 3 đó nha, 1 triệu 2 1 triệu 3. Thì coi như là RAM với ổ cứng không là hết tới 2 triệu 4 rồi, 2 triệu 4. Rồi cái máy này của bạn ấy là nếu như cái chỗ này mà nó có ổ HD, có ổ CD này, nếu mà có ổ CD nha, thì bạn sẽ gỡ ổ CD này ra, bạn quăng đi. Bạn quăng ổ CD này ra, bạn mua một cái cách debug, bạn lấy cái ổ 500G này này, gỡ ra này, bạn gắn qua đây để bạn xài. Thì bạn mua được một cái ổ SD, bạn cắm vào để bạn cài win vào phần mềm. Còn cái ổ 500G này bạn đưa vào để bạn chứa dữ liệu nha, chứa dữ liệu hoặc là bạn cài game gì đó nha. Rồi cái RAM thì nói rồi không nói nữa. Đó, vậy thì bạn chỉ nâng cấp được như vậy thôi, bạn chỉ nâng cấp được như vậy thôi ha. Thì mình tóm lại ở đây này, mình tóm lại ở đây á, đầu tiên là bạn nâng CPU, bạn nâng CPU bạn sẽ nâng lên con 5200U ha. Rồi RAM, RAM nếu như mà có một khe nha thì bạn sẽ nâng hết cỡ được một cây là 8GB, 8GB bớt 1600, bớt 1600 đó. Rồi bạn sẽ nâng được một cái ổ SSD. SD thì cái này tùy nhu cầu của bạn thôi nha. SD bạn mua càng lớn thì tiền càng nhiều. Thì ổ 120G á, 120G thì nó tầm là 460.000, 460.000. Ổ Western ha, ổ WD Green á, ở bên Memory Zone người ta đang bán có 460.000 ổ à, rất là rẻ. Còn không thì bạn có thể nâng lên ổ 500G, 500G. Có giá là khoảng có 1 triệu 3. 1 triệu 3 nha. Đấy, 1 triệu 3. Rồi CPU RAM SD. Còn gì nữa không ta? Hết rồi. À, hết rồi. Thì ở đây con CPU 5200U này á, đây mình sẽ search đây coi xem giá nó bao nhiêu nha. CPU 5200U. Giá. Giá hả? Đây mình cứ search như này là lại ra. Đây này, giá rẻ này. Đó, web so sánh giá rẻ này, coi thử đây coi xem ông nào bán giá rẻ nha. Này toàn desktop không mà đâu có mobile đâu. Để tào lao thì thôi không có. Cái con này khó khó bán ngoài lắm. Cái con này khó bán ngoài lắm. Tại vì con này thường thường là nó ở chết trên máy tính luôn rồi, nó đâu có còn bán lẻ ở ngoài đâu. Bán lẻ chỉ có xé máy ra có thôi, đấy, không có nữa ha. Không có nha. Không có. Rồi ok. Thì theo như mình khuyên bạn ấy thì bạn không nên thay CPU làm gì hết ấy. Tại vì nó cái hiệu năng nó mang lại không được bao nhiêu hết nha, không được bao nhiêu hết. Bạn có thể nâng RAM và nâng SSD lên. Thì tổng quan lại ở đây ấy, mình muốn chia sẻ với bạn đó là từ cái cấu hình cũ này của bạn, từ cái cấu hình cũ này của bạn nha. Đây mình cho nó nhỏ lại đi. Rồi đây nha. Rồi từ cái cấu hình cũ này của bạn á, bạn có thể nâng được RAM từ 4GB lên thành 12GB ha, mua thêm cái 8GB để cho vô, tốn hết coi như là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu. Rồi ổ SD, nếu như bạn mà nâng ổ 500G á thì bạn tốn thêm 1,3 triệu nữa, có nghĩa là bạn sẽ tốn khoảng 2,5 triệu, 2,5 triệu. Thì mình sẽ tổng quan lại cho bạn là nó sẽ được cái gì. Bạn chỉ được là mở tác vụ á, nó sẽ nhanh hơn được chút xíu, mở những cái phần mềm lên á, nó nhanh hơn chút xíu và bạn có thể mở được nhiều phần mềm cùng một lúc. Nói như vậy thôi chứ cũng chả được bao nhiêu đâu, thật sự là như vậy. Cái thứ hai nữa, nếu mà bạn nâng cái ổ SSD lên ấy, thì giúp cho bạn là bạn cài Win 10 chạy nó sẽ mượt hơn là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó khởi động nhanh.
nó khởi động nhanh ha, nó không có bị khởi động chậm. Đó, ổ SD nó chỉ được như vậy thôi. Thì theo như mình đấy, nếu như mà bạn muốn sử dụng cái máy này lâu dài để học cũng như chơi game thì theo mình thì không ổn nha, không ổn, và nâng lên với cái số tiền nó khá là nhiều, nâng lên số tiền khá là nhiều, giá tới 2,5 triệu lận. Bởi vì ở đây mình đưa ra là cái giá này là cái hàng mới, linh kiện mới, mình không có nói linh kiện cũ nha, linh kiện mới hoàn toàn luôn. Bởi vì đối với một người dùng bình thường á, thì bạn nên mua đồ mới á, thì nó chắc ăn, bởi vì có bảo hành đàng hoàng. Còn nếu bạn mua đồ cũ á, nhiều khi gặp cái chỗ mà bán hàng không uy tín á, là mua về tiền mất tật mang luôn. Cho nên mình nói đây là hàng mới nha, hàng mới hoàn toàn 100% luôn, có bảo hành đàng hoàng. Đó, thì tổng quan lại cái máy của bạn sẽ nâng cấp như vậy. Và theo như mình thì bạn không nên nâng cấp cái máy này nha. Cái máy này nếu như bạn học thì vẫn ok, nhưng mà bạn chơi game thì không ok. Thì nếu như mà bạn muốn chơi game thì theo như mình thà 2,5 triệu đó bạn để dành thêm tiền đi, bạn build một máy khác còn hơn. Bạn có thể build những cái máy tính bàn cũ, giá nó cũng rất là rẻ, nó chỉ rơi vào tầm khoảng có 5 hoặc là 6 triệu thôi là bạn có thể bạn chơi game phà phà rồi đó, nó thật luôn nha. Nhưng mà cái máy này mà bảo là nâng cấp lên để chơi game thì theo như mình thì chuối lắm nha, bởi vì cái máy này không có cạc màn hình rời luôn, không cạc màn hình rời luôn, bạn chơi game rất là chuối đó. Thì đây là một số cái điều mà mình muốn chia sẻ cũng như là muốn góp ý với bạn như vậy. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây nha, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha, bye bye. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.